Bây giờ bắt đầu chơi thôi. Đúng là chị buồn. Trời ơi, chưa chơi mà đổ mồ hôi rồi. Không biết đi. Vừa nói gì luôn. Vừa nói gì. Im về. Thì người đó sẽ ăn những thứ mà họ thích. Mà nếu hai người không bị đất thì
nghiệp không ghê hồi nãy.